Chào bạn Nhật, xin chào các bác nhé. Trong vòng có nửa tiếng đồng hồ lại hai bác khách hàng chốt thêm hai chiếc điều hòa. Đây là một chiếc điều hòa Sanyo em bán cho một bác ở huyện Tây Sơn, Bình Định. Một con Sanyo 4 chức năng các bác nhé. Tiếp theo là một con Corona bán cho một bác khách hàng Sài Gòn. Toàn bộ là hàng đẹp đấy các bác ơi. Lô này toàn hàng đẹp nhé. Anh Sơn, Sài Gòn, Hồ Chí Minh. Đây, bên em đóng hàng thùng xốp đi các nơi. Đây, các bác yên tâm nhé. Đóng hàng rất cẩn thận đi các tỉnh. Hai con này chuẩn bị đóng tổng đê sau khi đóng xong rồi các bác này. Đây. Đóng xong hàng rồi. Con này ở Đồng Nai nhé. Đây. Đây, rất cẩn thận, yên tâm rồi. Các bạn nào có nhu cầu mua hàng gì ủng hộ bên em nhé. Còn lọc khí, máy rửa bát, máy điều hòa di động, lò vi sóng, nồi cơm, quạt, các kiểu. Cảm ơn các bác nhé.